Nếu chúng ta nhìn lại trên thế giới, chúng ta để ý cái vạn lý trường thành bên Trung Quốc, chúng ta nhìn lại cái cuộc chạy đua của vũ trang trên thế giới, chúng ta nhìn lại cái chủ nghĩa đế quốc kinh tế, các cái dự tính này bắt hàng triệu người nô lệ phải hy sinh, và tất cả những này chúng ta thấy nó sẽ bị đổ vỡ dở dang. Hôm nay trong bài diễn nguyện Giáng sinh 2018 của Cộng đoàn Trinh Nữ của chúng ta, lời Chúa nhắc lại cho chúng ta là luôn luôn nếu có Chúa thì thành công và không có Chúa thì thất bại. Các người xây tháp Ba-ben không có Chúa và vì đó họ thất bại. Nhưng trong khi đó chúng ta thấy mẹ Maria và Thánh Giuse rất là thành công vì có Chúa, đi với Chúa, nói tiếng của Chúa. Về để chúng ta thành công trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn đi với Chúa, noi gương nhân đức của mẹ Maria và Thánh Giuse, đó là sống nhân đức, khiêm nhường, tình yêu, quên mình, phục vụ. Vì qua những cái nhân đức đó, chúng ta thấy mẹ Maria và Thánh Giuse xây một cái ngôi nhà cho Chúa xuống thế làm người. Qua sự phục vụ, tình yêu, quên mình, khiêm nhường, mẹ Maria và Thánh Giuse dọn cho Thiên Chúa xuống thế làm người. Vì chỉ có Chúa mới là người được tụ cả thể cái tụ họp các dân mọi nơi lại. Chúa đến để giới thiệu cho chúng ta một tiếng nói duy nhất, đó là tiếng nói của tình yêu. Qua hài nhi Giêsu sinh trong đám cỏ tại Bethlehem. Khởi thủy, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ muôn loài, và để hoàn tất công cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một kiệt tác, đó là con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài chúc phúc cho con người. Trên cành cây
loài người đã lạm dụng quyền tự do Thiên Chúa ban, đánh mất căn tính tình yêu của Thiên Chúa trong trái tim mình. Vì thế, chúng ta cần phải nhờ vào danh Thiên Chúa để được cứu độ. Ta trừng phạt họ. Dạ, con xin vâng. Xin người dẫn đường con đi, con sẽ không sợ chi. Bà ở nhà, tôi ra đi đến thành phố như
lời Đức Chúa ban. Nguyện cầu Chúa chúc lành cho ông. Cháu ơi, đi với ông nha con. Hai ông cháu cẩn thận nha. Xây dựng được thành phố này nữa, ngôn ngữ của loài sẽ hỗn độn. Vinkai vẫn cố hô hào dân công kéo thần của họ lên đỉnh tháp, nhưng sự ngạo mạn kiêu căng này khiến họ phải trả giá. Vì Thiên Chúa đã gây xáo trộn trong ngôn ngữ, họ không hiểu nhau và không thể hoàn tất công trình của lòng kiêu căng mình làm ra. Đây là sự ngạo mạn của dân Babylon thời đó. Họ tự đặt cho mình ngang hàng với Thiên Chúa. Họ thách thức và không tôn thờ Thiên Chúa nữa. Và rồi lòng người lại ngước trông trời cao, van xin sự tha thứ và cứu rỗi từ đền Chúa dành cho nhân loại. Thank you.
tình yêu từ buổi đầu Thiên Chúa đã hứa và không thất tín bao giờ. Trái với lòng kiêu căng tự mãn, Thiên Chúa đã chọn một tâm hồn khiêm hạ và đơn hèn để sửa lại những gì đã hư mất. Công trình vĩ đại của Thiên Chúa vượt xa công trình tháp Ba-ben của con người, một công trình mãi muôn đời và sẽ còn cho đến thời viên mãn, để quy tụ mọi loài trở về trên nguồn tình yêu, để từ nay loài người không còn phân tán tranh chấp, không còn bị hiểu lầm nhau dưới chân tháp Ba-ben ngày nào nữa. Một người nữ Do Thái mang tên Maria đi vào dòng lịch sử, sẵn sàng cộng tác trong chương trình quá vĩ đại này của Thiên Chúa. Người nữ đầy ân sủng như lời sứ thần Chúa Cha, Maria luôn chìm đắm trong nguyện cầu và khát khao mong chờ ơn cứu độ đến với dân tộc mình. Cứ làm cho tôi.
Và rồi vào một đêm ấy, đêm cứu độ, giữa trời đông băng giá, trong hang lửa trên cánh đồng Bethlehem, con Chúa Trời đã lột bỏ thiên tính, xuống gian trần làm người. Chiếu Ngài nằm là cỏ rơm khô héo, chỗ Ngài nằm là máng cỏ tanh hôi. Ngài sưởi ấm bằng hơi thở của bò lừa. Bethlehem nhỏ bé thuở nào nay trở nên vô cùng to lớn, vì chính nơi đây một giao ước mới được khai sinh, giao ước cứu độ được Thiên Chúa ký kết với loài người. Trong đêm giao duyên tuyệt diệu giữa trời và đất, để chúc tụng vinh quang thiên đàng, tung hô đấng cứu thế, thiên tử hòa bình đem ơn cứu độ xuống trần gian. Đêm cực thánh, đêm hạ sinh một hài nhi, đêm Thiên Chúa đến với trần gian và sống với loài người, còn đêm nào tuyệt diệu bằng đêm cứu độ, đêm thánh vô cùng. Thank you.
đầy thiêng liêng, nhỏ bé, đầm ấm, yêu thương. Phía trước đây là cộng đồng chiêm ngưỡng diễn viên, nhưng mà đằng sau hội trường rất là nhiều công phu, thời gian, sức lực và có cả tài năng nữa. Lời cảm ơn chân thành của sơ dành cho và tất cả cộng đoàn dành cho cô chú Châu Thu. Con mời cô, chú là diễn viên rồi, con mời cô Thu giúp trong phần là già tập các kịch bản của những người mà xây tháp Ba Đen. Rồi phía sau đây gì thứ nữa là sơ cảm ơn anh chị Dũng Thủy, chú Dũng đây rồi, gần chị Thủy đi đâu rồi. Sơ phải nhờ vào tay của chị Thủy là dành dựng cho sơ ba bài múa, bài và Adam Eva là có hai phần, và nữa là bài của các chị múa Sion. Cảm ơn chị Thủy đã trở lại sàn diễn. Và sơ cảm ơn chị Hiền và thầy Thành là đang ở trên diễn viên đây rồi, là giúp cho nhau thiên thần nhỏ. Trưởng Michelin và các huynh trưởng là trong nhóm múa bài Xin Vâng, bài Đức Mẹ. Tất nhiên là không cảm ơn ai đó đã cho sơ mượn Chúa Giê-xu. Tại vì Chúa Giê-xu là nhân vật chính trong đêm nay của chúng ta có Chúa là có tất cả. Không ngờ mà có Chúa thật luôn, Chúa đụng đậy luôn, chứ không phải là Chúa tượng. Sợ đêm nay Chúa tượng ra rồi, cuối cùng là bé Chúa thật luôn. Chú Bính là giúp rất là nhiều năm với cộng đoàn chúng ta. Từ khi mà chú Bính tâm sự là chú sẽ giải nghệ thì sơ cầu nguyện mãi mấy tháng nay rồi, mà có nhờ thầy Cường, nhưng mà cuối cùng Chúa gửi đến đúng người. Hy vọng là anh chị tiếp tục giúp cho cộng đoàn. Và con cũng không quên cảm ơn các phụ huynh là người đã hy sinh. Không biết con đứng đó chưa có quà, cho sơ vài giây nữa thôi. Một chút món quà nhỏ để là tỏ tấm lòng biết ơn. Kính mời cha Sơn Nga và trao quà chị Thủy Thành là đã assistant của chị Thủy Dũng. Xin chị trao quà cho các em nhỏ. Con kính mời cha và sơ trao quà cho các cô chú, các anh chị đã giúp và cộng đoàn của chúng ta. Và